đường xá đẹp chị ha, ở nông thôn mà đường đã ghê, mặt đường nhựa hay xe tránh nhau thoải mái. Nói chung là Bà Rịa Vũng Tàu là như vậy, lúc nào cũng vậy thôi hả, thậm chí có đèn đường nông thôn nữa nè. À, đặc biệt là khúc này thì dân cư đông chị, hai bên là trồng hoa nè, đường rộng thênh thang mà còn trồng hoa. Nói chung là cũng có tận dụng cái phần vỉa hè nhẹ nhẹ nè, ở đây họ trồng dàn leo nè, nhưng mà không lấn chiếm lắm nha, chung là vẫn hai ô tô tránh nhau thoải mái nha. Đó nên là mình thấy cũng chấp nhận được. Nhìn mảng xanh cũng hay. Thì hôm nay mình sẽ quay review một cái miếng đất vườn ngay cái mặt đường nhựa này ha. Nó nè anh chị, đường nhựa nè, ở bên đây là trồng mấy cái cây sào xanh mát ghê, gió lồng lộng luôn. Quay giữa trưa vậy nha, đây 11 gần 11 giờ trưa rồi đó, nắng chang chang luôn nhưng mà đây vẫn mát ha, thoáng mát đó. Một cái miếng đất vườn rộng vậy nha, hơn 4.000 m2 và chủ thì đã ngợp lắm rồi ha, đang van hàng. Cái miếng này thì là chủ đầu tư mua đó, ôm cũng hơn 2 năm rồi anh chị, ôm hơi năm rồi, lỗ cũng gọi là sặc sụa rồi đó, lỗ dữ lắm rồi đó, bán kêu bán giảm giá cũng mấy lần rồi đó, chưa bán được, bây giờ là giảm cũng gần sập sàn rồi ha, giảm gần sập sàn rồi đó, không giảm không bán được, bắt buộc phải giảm ha. Rồi bây giờ là mình sẽ quay review chi tiết nha. Anh chị nào đang quan tâm đất vườn ở Bà Rịa Vũng Tàu ha, đất đỏ Ba Giang đó, trồng cây ăn trái nhà vườn đẹp như thế này, thì hãy xem hết video mình nha, giá siêu ngợp luôn. Thì đầu tiên là mình sẽ nói thông tin cơ bản báo giá luôn nha. Ở đây á, là địa chỉ chính xác là thuộc xã Bầu Chinh ha. Bên đây mình là Bầu Chinh, nhưng bên đây là thuộc thị trấn Kim Long chị nha. Đường này đường ranh giới giữa hai xã ha. Bên đây thị trấn rồi, chuẩn bị thị trấn rồi. Còn đây là mình thuộc xã Bầu Chinh đó. Thuộc huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Ở đây đi về thành phố Hồ Chí Minh thì nó chỉ hơn 60 cây thôi ha, tầm 65 thôi, rất là gần. Hai hướng đều thông ra đường liên xã Bầu Chinh, đường Láng Lớn Kim Long, mà đi về hướng đây, hướng này là nếu mà đi gần nhất là đi hướng về Mỹ Xuân ha, hướng đi về quốc lộ 51 và đi về Phú Hồ Chí Minh. Còn hướng này là mình sẽ ra hướng về quốc lộ 56 gần hơn nè, hướng ra trung tâm thương mại Kim Long. Ở đây nếu đi chợ thì mình ra trung tâm thương mại Kim Long ha, tầm chắc cỡ chừng gần 4 cây á, thì ra đó là bao la thì ít luôn. Đó. Đây dân cư ha, vị trí mình thấy là cũng ok ha, có đèn đường nè, đường xá rộng rãi. Nói chung là ok. Gần trường nữa ha, gần nhiều tuyến đường liên xã lớn nè, gần hai trường học lớn. Nên là cũng khá là ok. Rồi bây giờ là mình sẽ nói về đất mình đây. Đất mình quen ngày hôm nay nó có tổng diện tích là 4.068 m2 ha. Hai số cuối lộc phát đẹp ghê ha. Hơn 4 sào ha, hơn 4 sào. Và mình cũng nói luôn là nó có cái điểm nhỏ là nó không có vuông luôn nha. Đất mình chữ T, tức là mặt tiền mình nó thì nó sẽ không quá nhiều. Mặt tiền của mình nó chỉ có 15 mét thôi ha. Nó sẽ xuống dưới nó nở hậu ra, nhìn chữ T vậy á. Nó sẽ nở hậu ra hai bên. Nói chung cũng đẹp, theo mình nghĩ là 15 mấy mặt tiền cũng không có nhỏ đâu nha. 15, tại vì nếu tính tổng trên 4 sào thì nó sẽ không có tương xứng lắm. Nhưng mà thật ra 15 mét mặt tiền là cũng rộng, chị thấy không? Từ cái nhà, từ cái vườn đó chị dài qua đây đó, 15 mét là cũng thoáng đó chị. Xuống dưới nở ra, tổng cái nở hậu mình là tới 65 mét lần ha. Còn ở ngoài mặt tiền là 15 mét. Rồi trước khi mình sẽ nói cái chi tiết đất này báo giá nha. Ở đây hiện tại là chủ đang kêu bán ha, giá hiện tại nha. Đó, từ hơn 4 tỷ mấy, bây giờ chỉ còn lại là 2 tỷ 9 ha, dưới 3 tỷ rồi. 2 tỷ 9 và vẫn còn thương lượng nha anh chị. 2 tỷ 9. Mình lấy 2 tỷ 9 mình chia cho 4 thì như là tầm đâu đó là 700 triệu một sào thôi. Đó. Hồi thời điểm sốt thì những cái đất đường nhựa mà như thế này ha, phủ hồng dân cư như thế này nè. Đó, giá thì ngót nghét là phải tầm tiền tỷ ha. Tỷ mấy, tỷ rưỡi một sào. Bây giờ chỉ còn có chừng 700 sào thôi. Đường nhựa con lành như thế này nha anh chị. Đó, vị trí đẹp như thế này, có đèn đường luôn mà chỉ còn hơn 700 triệu một sào thôi. Đất đỏ Ba Giang đẹp ha, có trồng cây ăn trái nữa nè. Đã ghê chưa? Đó. Thì 2 tỷ 9 còn thương lượng nha anh chị. Anh chị nào quan tâm thì cứ xuống đây xem và gặp trực tiếp chủ mình đàm phán giá ha. Chủ thì dân địa phương đây thôi. Cũng ôm đất cũng 2 năm nay rồi. Giờ ngập quá rồi. Hạ giá bán ha. Sập sàn rồi. Rồi bây giờ là mình sẽ quay chi tiết nha. Đất mình á, thì bây giờ là hướng á, là cái hướng là trực diện là quay hướng bắc gì ha, hướng bắc nhưng mà có lệch hướng đông chút xíu đó. Rồi bây giờ mình sẽ nói hình dáng đất nha, giữ tê đúng không, thì cụ thể là 15 mét dài xuống khoảng gần 100 mét, nó sẽ nở ra hai bên ha.
bên đây thì nó nở khoảng 10 hơn 11 mét, bên đây nó nở hơn 35 mét, thì tổng cái nở của mình nó là tới là 65 mét. Đó. Thì còn cái phần nở xuống đó, tức là dài xuống 100, gần 100, nở ra hai bên đúng không? Tiếp tục dài xuống nữa là tầm 36 mét nữa ha, 35-36 mét nữa. À, tức là tổng chiều dài mà tính từ đây xuống cuối đất á, là nó khoảng tầm 136 mét ha. Tức là 100 mét thì là bề ngang 15 mét, thêm 36 mét bề ngang 65 nữa. Đó. Vậy có hình dung được chưa? Nếu mà chưa hình dung được thì lát nữa mình sẽ vẽ trên Lightcam cũng như là quay sổ, quay quy hoạch, anh chị sẽ rõ hơn nha. Còn bây giờ là mình sẽ bước vô mời chị tham quan đất mình sơ sơ nha. Thì cái phần mặt tiền của mình thì nó cao ha, nó cao hơn đường xíu luôn á, nó sẽ cao ráo bằng phẳng đất đỏ Ba Giang. Ranh giới thì bên đây giáp với nhà vườn bên này ha, nhà vườn là trồng cây ăn trái đủ loại nè, có chuồng dê, có nhà cửa, đúng chuẩn nhà vườn trang trại luôn chị. Đó. Còn bên đây là họ đất trồng tiêu trống thôi, còn bên kia nữa họ cũng nhà vườn trồng cây ăn trái ha. Đó. Nói chung là ngày xưa mình nghĩ là cái đất này là quy một thửa đất lớn ha. Đó. Sau đó họ cắt mặt tiền họ bán. Đó. Thì mấy mặt tiền này họ đầu tư nè. Đó, đầu tư, nếu mà chị sau này mình mua luôn cái mặt tiền này luôn thì nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều ha. Mình nghĩ là cái miếng này là họ mua đầu tư nè, chả làm gì hết trơn, để nguyên vườn tiêu vậy thôi à. Đó. Thì cái ranh mình á thì bên đó là họ rào 40 rồi, bên đây họ chưa rào ha. Bên đây nó chị mua thì mình sẽ rào mặt mặt này là ha. Đó, từ cọc mà bê tông này nè, mình thẳng xuống 100 mét là chưa rào ha. Đây mình sẽ đi xuống anh chị tham quan sơ sơ nha. Đó, bên đây của mình, bên đây của anh ta, nếu mua luôn bên đây thì đẹp. Cái phần trước thì chủ họ trồng sầu riêng và mà vú sữa ha. Đất này thì đất đỏ Ba Giang nên trồng cây ăn trái rất là tốt. Nhưng mà có một lưu ý như thế này, đất mình nó làm chưa thổ cư, nhưng mà đất mình nó phủ hồng được từ đường nhựa vô cũng được mấy chục mét nha anh chị. Đó, nên là mình có thể đăng ký lên và cho thổ cư thoải mái nha. Đó, hè cọc này ha. Thì đất mình á là nó xuống gần 100 mét ha, tức là xuống gần cái phần nở hậu á là nó bắt đầu nó lại, nó là thấp xuống nha anh chị. Nó hơi lại là thấp xuống xíu. Đó, nó hơi dốc xuống. Đó. Chứ nếu mà nó được dốc lên thì nó đẹp hơn ha. Còn dốc xuống thì thật ra dốc xuống sẽ có cái view khá là hay chị ha. Đó anh chị, nếu mà dẹp hết tức là nguyên cái phần nở hậu đằng dưới đây á là trồng tiêu gì ha. Anh chị mình nếu mà không có nhu cầu trồng tiêu á, anh chị mình dẹp hết tiêu đi là anh chị sẽ có cái view khá thoáng nha anh chị. Còn hiện tại là nó nguyên vườn tiêu nên nhìn không có thoáng cho lắm. Đó, đây nói chung là xuống gần 100 mét nha nó mới nở hậu. Đó, rồi xuống đây là bắt đầu tiêu ha, đầu tiêu rồi nè, nhưng mà chưa tới phần nở hậu nha, để mình đi xuống tới cái phần nở hậu đi. Đó, nói chung mình khuyên anh chị là nếu mà được mua luôn cái này nè, canh tàn ngợp á mua luôn ha. Đó, xuyên xuống đất đỏ Ba Giang rất là tốt anh chị. Đất này trồng cây ăn trái thì miễn bài rồi. Đó. Rồi, tới đây chị ha. Coi cái chọc cọc này nè. Đó, thì từ cái cọc này dài thẳng lên tới cái đường nhựa là gần 100 mét ha. Đó, rồi tới đây. Tới đây nè anh chị. Xỉa thẳng qua kia là khoảng 35 mét ha. Đó, là nó có hàng bên bục. Bên kia có bên mưa luôn. Rồi thẳng xuống, có bên mưa luôn ha. Nói chung là mặt dưới đây thì có cái đạo bên mưa nhiều lắm. Đó, thẳng xuống khoảng 36 mét. Đó là ngang qua đây ha. Đó, rồi bên kia anh chị thấy có cái rào 70, có rào đúng không, hàng rào đó, thì đó thẳng qua kia hơn 11 mét, cũng thẳng xuống khoảng tầm 36 mét. Đó, ngang qua đây đó là nguyên cái phần dưới đây nó hậu chị nha. Đó, dưới đây thì hầu như đã rào hết rồi nha anh chị, dưới đây thì đã rào hết rồi, nên là ranh giới thì theo mình thấy là cũng còn dài mặt chưa có rào. Đó, như mặt này dài xuống xíu nữa là ở tầm cái 70 kia là khoảng tầm hơn chục mét ha, là chưa rào nè. Mình ra mặt này lại nè, xong rồi rào thẳng lên đằng trước. Nếu như không mua miếng này thì mình rào thẳng lên tới đường nhựa là coi như ranh giới là cũng tương đối là ok hết rồi đó. Đấy, nhưng mà càng nó hơi là cái là nhẹ xuống, thấp xuống xíu xíu nha. Đó, một cái độ dốc gọi là hơi nhẹ không có dốc lắm đó. Rồi thì vậy là anh chị đã hình dung được đất mình rồi đúng không? Đó, nếu mà chưa hình dung được thì bây giờ là mình xem trên Lightcam nha, xem trên Lightcam để coi vị trí hình dáng đất như thế nào. Nói chung đây là mình sẽ đánh giá đất này là rất là phù hợp để làm nhà vườn nha anh chị. 4.000 mét vuông, rộng ha, rộng, thoáng, đường nhựa đẹp. Ở đây mình vẽ tổng thể cho anh chị thấy được cái hình dáng đất mình nè ha. Đó, mặt tiền là được 15 mét rưỡi,
Đó, nở hậu là được 65m hình chữ T. Đó, đây đường nhựa khu dân cư. Chị thấy khu này cái thổ nhưỡng rất là đẹp ha, đất đỏ Ba Giang, cây xanh mát luôn, đặc biệt là cái đường hàng cây. Cái hướng này là hướng đi về quốc lộ 56, hướng đi về trung tâm thương mại Kim Long vậy nha. À, mua sắm thoải mái luôn. Đó, dân cư nè. Rồi chuẩn là khu này chuẩn là nhà vườn luôn anh chị. À, cứ xa xa là mình có dân cư này nọ ha. Đó. Kia là hai trường học lớn chị ha. Hai trường học lớn và đó cái hướng đường Kim Long láng lớn luôn anh chị ha. Đường chính luôn á, đường đó ra trung tâm thương mại Kim Long ha. Đấy. Mình ra cái đường này là mình sẽ băng thẳng về hướng thành phố Hồ Chí Minh. Xa xa mình chính là Hồ Kim Long ha. Hồ rất là đẹp, mình đã quay nhiều rồi. Đây, cái hướng này là mình sẽ đi về hướng Mỹ Xuân Ngãi Giao nhanh nhất nè. Đó. Chung là đất mình đường nhựa là một hướng ra quốc lộ 6, một hướng đi ra quốc lộ 51 ha. Đó, quyền hàng cây cổ thụ dọc bên đường chị đẹp ghê ha. Còn đây đất mình nè. Bây giờ là mình sẽ bay cận cảnh cho chị xem hết trên đất mình ha. Đó, từ ngoài đường chính bay vô khoảng tầm gần 100m. Đây tới cái đoạn này nè ha. Đoạn này thì bên trái mình sẽ nở hậu hơn 10-11m. Đó, xuống tới đây có ranh giới rõ ràng chị ha. Đó, xuống tới cây lớn này ngang thẳng qua. Thẳng qua 65m ha. Đó, tổng nở hậu 65m. Rồi lên tới đây hoặc lên đây. Bên đây thì nở hậu là tới hơn 32m ha. Bên kia nở hậu hơn 10m. Đó. Chúng lát nữa nhìn sổ và nhìn quy hoạch anh chị sẽ thấy rõ cái đất mình ha. Thông số. Đây mình đang bay lên là mặt tiền nè ha. Đó, đường nhựa rất là đẹp luôn. Hoa hòe trồng hai bên nữa. À, rồi bây giờ là mình mời anh chị xem sổ ha. Đây. Địa chỉ là xã Bầu Chinh. Đó, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Diện tích chính xác là 4.068 m² ha, một số lộc phát cũng khá là đẹp ha. À, hiện tại đất mình chưa có thổ cư ha, nhưng mà anh chị mình có quyền đăng ký trực tiếp bên thổ cư. À, tại đất mình nó cũng có phủ hồng ha. Rồi đây chính là cái nhà đất mình nè. À. Đất mình trên đường nó có ghi rõ, nó có tên đường luôn chị ha, đường Kim Long Láng Lớn. Nhưng mà cái này không phải là cái đường trục đường liên xã chính đường Kim Long Láng Lớn nha anh chị. À, tức là cái đường liên xã lớn thì nó sẽ lớn hơn đường này ha. À, và chắc chắn là sẽ không có giá này đâu. À, còn cái đường này thì nói chung là cũng là liên xã thông hai xã là Kim Long Láng Lớn ha. À, nhưng mà đường này đường phụ thôi. À, nhưng mà cũng có tên đường thì đó, chị thấy không, đất mình nó sẽ nở hậu chữ T ha. À, nở hậu hai bên, bên này nở nhiều hơn ha. Đấy, như mình có quay lại cao mà nó rõ ranh giới chị xem đó. À. À, rồi bây giờ là mình mời anh chị xem trên cái quy hoạch ha. À, đây là cái đất mình anh chị nha. Đó, từng thông số đất anh chị thấy rõ đúng không? Thì cái đất mình nó quy hoạch ở là khoảng hơn 800 m² chị ha. Đó là hơn 800 m² là đất thổ cư. Tức là anh chị mình có thể chỉ nói lên thổ cư khoảng nói chung mình nghĩ tầm 300 được rồi ha, mình chỉ nói 300 là ok. Đó. Bên đây Kim Long nên chị thấy là cái màu hồng nó hồng đậm ha, nó ODT tức là đất ở đô thị, còn mình là ở nông thôn. Đó. Thì theo trên quy hoạch thì mình thấy là ngay cái đoạn này mũi tàu nè anh chị. Đó, tức là trên cái đường này nè, nó sẽ sắp tới sẽ mở rộng cái đoạn này nè ha. Và nó thông ha. Đó, tức là nó sẽ có một đoạn thông thẳng, tức là một hướng là đi về hướng đường Kim Long Láng Lớn nè, bên phía khu công nghiệp Amata Cụ Bị nè. Đó. Còn một hướng nè là đi thẳng qua quốc lộ 6 luôn ha. Đây. Đâm thẳng quốc lộ 6 và đâm ngay gần trung tâm bên phía trung tâm của Kim Long nè, trung tâm thị trấn nè. Đó. Và đi qua hồ Quảng Thành ha. À, đi qua hồ Quảng Thành luôn, cho nên mình thấy là sắp tới là con đường mở là cũng khá tiềm năng ha. À, khá tiềm năng. Và cuối cùng thì mình sẽ nói sơ qua về cái vị trí gì ha. À, cái vị trí mình thì nó gần ngay đường trục đường chính đường đi xã Kim Long Láng Lớn. À, gần hai trường học là trường đây tiểu học và trường mầm non rất là lớn ha. À, và thuận tiện đi ra ngay trung tâm thương mại Kim Long ngay quốc lộ 6. À, để mà mua sắm thì rất đầy đủ ha, bưu điện, ngân hàng, tất cả mọi thứ. À, còn một hướng là đi về hướng Mỹ Xuân ha, Mỹ Xuân mà đi về quốc lộ 1 và đi về Phú Chí Minh. À, mình sẽ có nút giao cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu ở gần đoạn này. À, nên chị sau này đi về Phú Chí Minh rất là tiện luôn. Đó, còn trung tâm thị trấn thì ngay đây ha. À, chung là mình thấy là cái vị trí đất này là rất ok chị ha.
đất đai màu mỡ, đường xá ngon lành, dân cư và gần tiện ích. Đó, vị trí là ok và đất thì cũng khá là ok ha. Nếu anh chị mà sau này mình mua thêm mặt tiền nữa thì sẽ đẹp hơn nhiều. Còn bây giờ thì tiền nào của đó thôi. Với cái vị trí này mà mình có được hơn 4 sào với giá là không tới 3 tỷ thì thật sự là giá này cũng đã ngợp lắm rồi chị ha. Đất đường nhựa, có quy hoạch thổ cư. Rồi thì anh chị nào mà mình muốn sở hữu cái đất này thì cứ alo mình ha, để được hỗ trợ xem đất và gặp chủ mình đàm phán thêm về giá nha. Nói chung là chủ cũng đang rất là cần bán nên là sẵn sàng thương lượng cho anh chị nào mà thiện chí. Mình xin phép kết thúc video. Cảm ơn anh chị mình đã xem hết video này. Chào mọi người.